chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý khán giả những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 17 giờ chiều ngày 16 tháng 7 năm 2024. Em Việt trong Việt Nam nhắn từ cửa Nam. Ở đây một top du khách đang đi tham quan phố cổ Hà Nội. Từ trưa đến giờ thủ đô Hà Nội. Từ sáng đến giờ quý vị và các bạn. Sáng đến giờ thủ đô Hà Nội nắng chói chang. Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 36 độ C, mặt đường vẫn hầm hập bốc lên như thế này các bạn. Đặc biệt đứng ở đây mà cảm giác rất mồ hôi rồi. Chiều nay em Việt cháu Việt sẽ mời quý khán giả cùng em Việt đi một vòng từ ngã tư cửa Nam. Qua tới bốt tròn Hàng Động, quý khách đang vào ngõ chợ Hàng Bông để thưởng thức những món ăn. Hoặc là chúng ta ra về phố đường tàu. Cô đây bán hoa quả cũng bán gần hết rồi. Rất đẹp. Quý cô chú anh chị và các bạn thấy kênh của em Việt cho Việt, hãy tặng em Việt cho Việt một like ạ. Và quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu thấy kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ. Chiều rất nhộn nhịp. Đang ở trên tuyến phố Hàng Bông. Buổi sáng hôm nay vào khoảng hơn 5 giờ sáng đã có ánh nắng rồi quý vị và các bạn, khoảng 5 giờ 30. Sáng hôm nay em Việt cũng dậy sớm nên cảm giác thấy ánh nắng chói chang. Trên màn hình là ngã ba Hàng Bông và Phùng Hưng. Ngay góc ngã ba là một cửa hàng to đẹp cũng chưa có người kinh doanh. Em biết thấy chỉ có các cửa hàng bán nước mía thì khán giả và các bạn thấy bãi bã mía nhìn rất ấn tượng. Màn hình là ngã tư Hàng Bông, Quạt Sứ và phố Hàng Gia. Những hình ảnh trên phố Hàng Gia. Số Việt đang ở ngã tư Phủ Doãn và Hàng Bông. Tốt các bạn trẻ đang tham quan phố cổ Hà Nội. Trên màn hình là ngã tư Hàng Mảnh, Lý Quốc Sư và tuyến phố Hàng Bông.
trên màn hình là từ phố Hàng Chống, Hàng Hòm và đến phố Hàng Bông. Và từ quý vị và các bạn thấy rất đông. Rất đông các du khách đang mua cho mình những mặt hàng về làm kỷ niệm. Rất nhộn nhịp như các chủ đề các bạn thấy. Trên màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Wow, bây giờ em biết thấy có cơn gió mát nồng nồng quý vị và các bạn. Những hình ảnh rất đẹp trên đường phố Hàng Ga. Mời quý khán giả của em Việt đi dạo vòng quanh tuyến phố Hàng Đào, Hàng Ngang và phố chợ Đồng Xuân. Âm lịch 1 tháng 6 âm lịch thì các cửa hàng thắp hương như hoa vàng rất đẹp, tốt du khách đang tham quan phố cổ Hà Nội.
Vâng, em Việt cho Việt là tới ngã tư Hàng Buộc và tuyến phố Hàng Bạc. Việt số Việt đang ở trên tuyến phố Hàng Ngang rồi, để kinh doanh buôn bán chậm hơn một chút. Các cửa hàng kinh doanh hoa quả chủ yếu phục vụ du khách. Em Việt đang ở trên tuyến phố Hàng Đường rồi. Cửa hàng đã nghỉ mất rồi, quý khán giả và các bạn ơi. Các cửa hàng chiếu kinh doanh phục vụ du khách nước ngoài. Trước màn hình là ngã tư ngõ gạch và tuyến phố Hàng Đường. Trước màn hình là ngã tư phố Hàng Chiếu và tuyến phố Hàng Đường. Quán đồ ăn đêm đã xuất hiện rồi, phục vụ du khách. Những hình ảnh trên tuyến phố Hàng Chiếu. Em Việt cháu Việt đang ở trên tuyến phố chợ Đồng Xuân rồi. Trước màn hình là những hình ảnh cửa chợ Đồng Xuân. Ở đây là tốt các bạn trẻ đang chọn cho mình những cái quần áo giá rẻ 80.000, 100.000, siêu rẻ. Chúng khách chơi với từ Hà Nội để chơi chân. Như vừa thì khán giả các bạn thấy cửa chợ Đồng Xuân. Trong chợ thì rất nhộn nhịp các du khách. Trước màn hình là ngã tư
phố Hàng Khoai và Hàng Giấy. Hôm nay mùng 1 thì em Việt thấy các cô bán hoa quả như là bán hoa thì bắt canh. Những hình ảnh rất đẹp, tốt chữ canh là mua sầu riêng. Tốt chữ canh mình gặp. Màn hình là ngã tư Hàng Giấy, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu và tuyến phố Hàng Khang. Cảm ơn quý cô chú anh chị cùng em Việt đi một vòng cảm nhận phố cổ vào buổi chiều thứ bảy, chiều cuối tuần, chiều rất nhộn nhịp. Chúc quý cô chú và các bạn một ngày sáng tốt lành.